Để thiết lập trạng thái đơn đặt hàng trong phần mua hàng, anh chị sẽ vào phân hệ mua hàng, sau đó kích vào phần trạng thái đơn đặt hàng. Phần mềm sẽ hiển thị một cái box để cho anh chị nhập trạng thái đơn đặt hàng như thế này. Anh chị có thể thiết lập trạng thái đơn đặt hàng theo đặc thù mua hàng thực tế của bên anh chị. Ví dụ bước 1 là trạng thái đơn hàng mới, bước 2 là hàng đang chuyển, bước 3 là hàng nhận đủ, bước 4 là hàng nhận thiếu, bước 5 là gì vân vân. Anh chị cũng có thể chọn màu sắc nền tương ứng với từng bước trong trạng thái đơn đặt hàng. Và nếu như ngừng mua hàng thì anh chị có thể click vào nút ngừng mua tại đây để đánh dấu. Sau đó anh chị cập nhật trạng thái để lưu lại. Các trạng thái của đơn đặt hàng này sẽ tương ứng với từng bước mà anh chị thực hiện đơn đặt mua hàng bên phía nhà cung cấp và theo dõi được trạng thái đơn mua hàng đang được xử lý đến bước nào rồi. Để được hỗ trợ tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với website azshop.vn hoặc hotline 0934 457 589.